Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện không còn là khái niệm xa lạ với người nông dân. Từ việc tiếp cận, đầu tư và đem lại hiệu quả kinh tế, nông dân đã thích ứng với sản xuất công nghệ cao, ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Trồng dưa lưới trong nhà kính hiện là mô hình điển hình về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp của tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Phong ở xã An Bình, huyện Phú Giáo đã đầu tư vào mô hình này được 4 năm, hiện với 6.000 m2, mỗi năm gia đình trồng từ 3 đến 4 vụ. Ít đất thì mình có 1.000 m2 thì mình trồng dưa lưới cũng được. Như ví dụ mình trồng cao su hay trồng cây ăn trái thì cứ phải 1 hecta mình mới làm được. Chứ còn 1.000 m2 mình đâu làm được gì đâu. Như trồng dưa lưới thì 1.000 m2 mình cũng làm được mà cũng mang lại hiệu quả. Còn đây là mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính ứng dụng công nghệ của anh Nguyễn Phú Hồ ở xã Phú An, thị xã Bến Cát. Vườn dưa được áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, bón phân tự động, giúp cây trồng đảm bảo đủ dinh dưỡng, phát triển tốt, chất lượng trái đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm trồng 3 vụ dưa, sản lượng mỗi vụ đạt 4 tấn, đem lại nguồn kinh tế cao cho gia đình. Giống này là giống Huỳnh Long, giống này cũng mới, giống nhập khẩu ở Malaysia. Thì kỹ thuật thì cũng đi tìm hiểu những anh em, những cái farm họ đã trồng trước rồi. Với cộng lại những cái kinh nghiệm mình làm mấy năm nay của giống dưa kia thì mình trồng nó, đây là vụ đầu tiên. Thấy năng suất cũng đạt, chất lượng đạt. Nông hộ thích ứng với nông nghiệp công nghệ cao, phổ biến là mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính, đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp tại Bình Dương. Hiện tỉnh này có hơn 35.000 hecta sản xuất dưa lưới công nghệ cao.